Express. Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin VN Express thứ năm ngày 29 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão Noru, từ tối ngày 28 tháng 9 mưa to liên tục khiến cho nhiều tuyến đường ở huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Yên Thành, tỉnh Nghệ An bị chia cắt cục bộ, nước tràn vào hàng trăm nhà dân. Lực lượng cứu hộ của huyện và các xã xuyên đêm túc trực tại điểm xung yếu, hỗ trợ dân di rời tài sản, di chuyển lên nơi cao để phòng lũ quét, sạt lở đất. Người dân nhiều nơi phải chạy lụt ngay trong đêm. Sáng nay, học sinh nhiều xã ở Thanh Chương phải nghỉ học. Trong số gần 1.700 tác giả tham gia biên soạn sách giáo khoa mới, có khoảng 70% có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Hiện có 6 khối lớp đang sử dụng sách giáo khoa mới là 1, 2, 3, 6, 7 và 10. 6 nhà xuất bản tham gia biên soạn, phát hành sách giáo khoa gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Vinh, Đại học Huế. Ngoài ra, có 3 công ty cổ phần khác tổ chức việc biên soạn. Theo đánh giá của Bộ, các bộ sách có những sáng tạo riêng như một số nội dung chưa đảm bảo tính liên thông giữa các môn học, tiến trình nội dung bài học trong một môn còn có sự chênh lệch giữa các sách. Một số bản mẫu có lỗi về nội dung, chính tả, ngôn ngữ, hình ảnh. GDP trong 9 tháng qua tăng 8,83%, đây là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong vòng 12 năm qua. Kinh tế 9 tháng qua đã khởi sắc trên hầu hết lĩnh vực, đặc biệt ở quý 3. Nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi COVID-19 xảy ra như chế biến chế tạo, bán lẻ, dịch vụ. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam tăng 16,3% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất 9 tháng của các năm kể từ 2018. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng đạt 163.300 doanh nghiệp, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Một kho đạn phát nổ tại tỉnh Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine, khiến 14 người bị thương, nguyên nhân được giới chức địa phương cho là lỗi con người. Khu vực này có khoảng 38.000 cư dân, nằm cách biên giới Ukraine 15 km về phía bắc, từng bị pháo kích sau khi quân đội Nga rút khỏi tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine, hồi đầu tháng. Hàng loạt kho đạn ở tỉnh Belgorod đã phát nổ trong những tháng qua, nhiều cơ sở hạ tầng cũng bị hư hại hoặc phá hủy do hỏa hoạn. Tỉnh duy trì cảnh báo đe dọa khủng bố ở mức vàng cho đến ngày 7 tháng 10. Moscow từng cáo buộc Kiev đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào những thành phố biên giới Nga như Belgorod, Bryansk và Kursk. Chính quyền Ukraine thường tránh tuyên bố đứng sau các vụ nổ trên lãnh thổ Nga, song nhiều lần mỉa mai sự bất cẩn của binh sĩ nước này. Quy định nhà nước thu hồi đất đã được bãi bỏ trong dự thảo luật đất đai sửa đổi khi 80% người có đất đồng ý. Dự thảo luật cũng sẽ quy định cụ thể tiêu chí của dự án phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để tránh bị lạm dụng. Đó là dự án phát huy nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện chính sách về phát triển hạ tầng, đô thị, nông nghiệp, nông thôn, giải quyết các vấn đề chính sách xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa. Dự thảo luật đất đai sửa đổi được xem xét, thông qua theo quy trình 3 kỳ họp. Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư khai mạc tháng 10. Trước giờ đóng cửa phiên giao dịch hôm nay một tiếng, nhà đầu tư xả hàng quyết liệt, khiến VN Index sụt gần 18 điểm, nối mạch giảm 5 phiên liên tiếp. Trước phiên hôm nay, phần đông chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài thị trường, hạn chế giao dịch khi có nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy chỉ số sẽ giảm về vùng hỗ trợ 1.100 điểm. Thị trường hôm nay có gần 350 cổ phiếu giảm, trong đó 30 mã mất hết biến động. Sắc đỏ bao trùm nhóm cổ phiếu bất động sản dân dụng và khu công nghiệp khi các mã vốn hóa lớn lẫn nhỏ đều đối diện áp lực xả hàng quyết liệt. Cổ phiếu ngành xây dựng diễn biến tương tự khi CTD và VCG đang từ giá tăng chuyển sang giảm sàn, chốt phiên không có bên mua. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm hôm nay cũng không tránh được áp lực điều chỉnh mạnh. Những mã trụ như BVH, CTG, STB, VCI, Hồ Chí Minh đồng loạt giảm hơn 3%. Trong khi đó, EIB tăng 5% trở thành một trong số ít cổ phiếu lội ngược dòng để chặn đứng đà giảm sâu. Liên quan đến vụ việc tự ý thiêu xác bé trai tại Lâm Đồng, công an cho biết nghi phạm Lê Minh Quang đã từng thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân 5 tỷ đồng. Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn vì hai bị cáo Quang và Bích có thái độ không hợp tác. Quang né tránh, bao che cho Bích vì bà này đang mang thai. Ngoài ra, Quang là người tàn tật, phải ngồi xe lăn, có hồ sơ chữa bệnh tâm thần rối loạn lo âu trầm cảm, nên ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Khi đưa cho cốt cho gia đình ông Nghĩa, Quang bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu bé. Đồng thời chủ động đặt vấn đề bồi thường cho gia đình nạn nhân 5 tỷ đồng, đưa trước 800 triệu. Quang hứa 1 đến 2 tháng sau sẽ trả nốt tiền còn lại nhưng không có nên ông Nghĩa trả lại 800 triệu đồng. Theo điều tra, đầu tháng 3, Quang nhận chữa bệnh cho con trai 3 tuổi của ông Nghĩa, chi phí 200 triệu đồng một tháng, đã nhận trước 600 triệu đồng. Sau đó Quang cùng người tình Cao Thị Thu Bích chăm sóc cháu tại căn nhà thuê cấp 4 ở thành phố Bảo Lộc. Cuối tháng 3,
cháu bé bị COVID-19 không qua khỏi, Quang và Bích đã tự ý thiêu xác bé trai rồi đưa về cho gia đình ở Huế. Sau sự việc, Quang và Bích trả nhà thuê, bỏ đi nơi khác sống. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục làm rõ lời khai của Quang, Bích và thu thập chứng cứ để điều tra các dấu hiệu tội phạm khác. Ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Quản lý Thị trường Hà Nội, bị khiển trách sau khi một số cán bộ cấp dưới bị khởi tố, truy tố. Trước đó, Đội Quản lý Thị trường số 17 của Cục đã phát hiện, tạm giữ 68 đầu mục sách giáo khoa với trên 27.000 quyển sách giả, buộc phải tiêu hủy toàn bộ. Nhưng đội đã không xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Một số cán bộ của đội tự ý trả lại một phần số sách giả và nhận tiền cảm ơn từ công ty vi phạm. Cảnh sát biển Thụy Điển thông báo phát hiện thêm một vị trí rò rỉ trên hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang châu Âu. Vào thời điểm phát hiện sự cố, hai đường ống đều không hoạt động nhưng chứa đầy khí đốt. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều nhận định hai đường ống hư hại là do hành vi cố ý phá hoại, nhưng không nói họ nghi ngờ bên nào đứng sau. Giới chức Thụy Điển cho biết họ phát hiện hai vụ nổ dưới lòng biển trước khi Nord Stream 1 bị rò rỉ. Nga ngày 28 tháng 9 bắt các cáo buộc nước này đứng sau vụ rò rỉ đường ống Nord Stream. Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra về hành vi khủng bố quốc tế trong sự việc. Nord Stream 1 và 2 gần đây trở thành tâm điểm trong căng thẳng địa chính trị khi châu Âu tố Nga cắt nguồn cung khí đốt để vũ khí hóa năng lượng. Còn Moscow nói rằng các lệnh trừng phạt phương Tây khiến họ không thể đảm bảo nguồn cung. Trung Quốc tuyên bố điều tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan khi căng thẳng gia tăng. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố thông tin về hoạt động của tiêm kích tàng hình trên eo biển Đài Loan. Tiêm kích J-20 được Trung Quốc coi là biểu tượng cho nỗ lực hiện đại hóa của quân đội nước này. Với J-20, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vận hành tiêm kích tàng hình. Thiết kế của J-20 có nhiều nét tương đồng với tiêm kích F-22 của Mỹ. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Căng thẳng tại eo biển Đài Loan gần đây leo thang khi Trung Quốc tăng cường các đợt diễn tập quân sự trong khu vực sau chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8.